Vâng, như anh Việt Anh vừa mới chia sẻ thì chỉ số NIM mặc dù chưa được như những ngân hàng khác, tuy nhiên là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Vietinbank thì cũng khá là ấn tượng. Vậy anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của mã cổ phiếu CTG? Thì nhìn chung là tôi nghĩ NIM của CTG sẽ cải thiện, cộng với việc mà tăng trưởng tín dụng thì tôi kỳ vọng là CTG vẫn có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Chứng khoán không ngán. Và quý vị thân mến, ngồi ngay kế bên tôi lúc này đó chính là anh Việt Anh, chuyên gia của chương trình. Khoảng 1 năm trước đây đúng không anh Việt Anh? Tôi nhớ là anh Việt Anh đã phân tích mã cổ phiếu TCB của ngân hàng Techcombank. Và hiện tại thì mã này cũng đã có mức tăng trưởng khá là ấn tượng. Và ngày hôm nay thì tôi cũng rất hào hứng khi biết rằng anh Việt Anh sẽ đem đến một mã cổ phiếu của ngành ngân hàng đúng không anh? Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mã cổ phiếu CTG của ngân hàng Công Thương. Mã cổ phiếu của ngân hàng Vietinbank CTG. Và không biết là trong những năm tới thì cái chiến lược phát triển của Vietinbank như thế nào và mô hình hoạt động của họ thì có gì khác so với những ngân hàng thương mại không anh? Vâng, vậy thì trước khi đi về chiến lược thì chắc chúng ta sẽ cùng trao đổi chút về bà lãnh đạo của bên Vietinbank trước. Ông Lê Đức Thọ là chủ tịch của Vietinbank trong 2 năm gần đây. Trước đấy thì có 4 năm giữ vị trí tổng giám đốc của Vietinbank. Chiến lược của Vietinbank trong những đoạn gần đây ấy, chúng ta có thể thấy là năm 2018, trước cái năm mà ông Lê Đức Thọ đây làm chủ tịch ấy, tức là họ bắt đầu quyết liệt xử lý cái mảng nợ xấu, thì năm 2018 đấy, lợi nhuận sau thuế của họ giảm 27% xuống chỉ còn khoảng hơn 5.000 tỷ đồng và tăng dự phòng lên rất là nhiều. Tỷ lệ nợ xấu của họ thì cũng từ 1,1 lên thành 1,6%. Thì trong 2 năm sau đó, sau cái bước đệm của năm 2018 đấy, thì trong năm 2019 và năm 2020 thì là 2 năm liên tiếp là lợi nhuận của Công Thương tăng khá là ấn tượng. Như là năm 2019 là tăng 74% và năm 2020 là tăng 44%. Trong năm 2020 thì họ cũng là lần đầu tiên họ vượt được cái mức 10.000 tỷ và tỷ lệ nợ xấu của họ cũng cải thiện từ khoảng 1,6% xuống còn dưới 1%, và với mức tỷ lệ dự phòng 3 nợ xấu là trên 130%. Rõ ràng là với cái định hướng phát triển trong những cái năm vừa rồi ấy, thì họ tập trung vào cái chất lượng nhiều hơn, tức là họ đã xử lý hết nợ xấu của họ ở VAMC, đồng thời là họ muốn phát triển bền vững hơn một chút. Thì mục tiêu chung dài hạn của Vietinbank trong cái đoạn tiếp theo ấy là trở thành một cái ngân hàng đa năng hiện đại và tập trung vào phát triển công nghệ nữa. Thì kỳ vọng là phần đầu đến năm 2023 thì sẽ được vào trong top 100 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vâng, đúng là Vietinbank là một ngân hàng quốc doanh nhưng mà lại rất tập trung vào chuyển đổi số cũng như là chú trọng đến vấn đề khách hàng đúng không anh? Và thời gian gần đây thì tôi thấy là câu chuyện tăng vốn của Vietinbank khá nóng và được nhiều người quan tâm. Anh Việt Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ? Vâng, vậy thì chắc là chúng ta sẽ cùng nói chuyện qua về cái cấu trúc vốn của Vietinbank trước. Huy động vốn nước ngoài khá là sớm nên hiện tại là Vietinbank họ đã full cái room vốn ngoại từ rất lâu rồi. Và họ sẽ không thể tiếp tục là bán thêm vốn nhà nước nữa. Tức là đây là một cái câu chuyện khúc mắc của Vietinbank trong một khoảng thời gian cũng khá lâu, bởi vì họ có gặp cái tình trạng là thiếu vốn cấp 1, thành ra dẫn đến việc là giới hạn cái sự tăng trưởng tín dụng của họ. Để đảm bảo cái tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của họ thì Vietinbank chỉ có thể làm cách là cải thiện bằng cách là tăng vốn cấp 2 thông qua cái việc mà phát hành trái phiếu thôi. Thế nhưng mà vào cuối năm vừa rồi thì chính phủ đã ban hành cái nghị định 121/2020 về việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước, thì trong đó cho phép là đầu tư bổ sung vốn nhà nước vào một số cái ngân hàng thương mại cổ phần mà có trên 50% là vốn điều lệ của nhà nước. Thì đây là một cái cơ sở rất là tốt giúp cho Vietinbank họ có thể tăng vốn, bởi vì hiện tại là họ không có dư địa để chào bán cho cổ đông nước ngoài nữa rồi. Nhà nước đã ở cái mức kịch là 65% rồi. Thì do đó là cuối năm 2020 vừa rồi thì đại hội cổ đông của Vietinbank đã đưa ra thông qua cái phương án là tăng vốn điều lệ. Và yếu tố này thì tôi nghĩ là một yếu tố rất là quan trọng giúp cho họ hoàn thành cái tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư 41 và theo tiêu chuẩn Basel 2. Sắp tới thì họ sẽ tăng vốn điều lệ từ 37.300 tỷ lên đến mức hơn 48.000 tỷ. Tôi nghĩ đây sẽ là một cái tiền đề tốt cho họ có thể tiếp tục phát triển tăng trưởng tín dụng trong những năm tới. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng với nhau điểm lại chặng đường lịch sử hình thành phát triển và định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới của Vietinbank. Và có lẽ là bây giờ thì anh Việt Anh này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích những số liệu trên báo cáo tài chính để xem là mã cổ phiếu CTG đang ở đâu trên bản đồ các ngân hàng được không ạ? Vâng, cảm ơn Huyền. Thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu tổng điểm qua một số cái chỉ số tài chính chính của Vietinbank. Là trong 5 năm vừa qua thì tổng tài sản của Vietinbank đã tăng rất là mạnh mẽ, từ 900
48.000 tỷ lên đến 1.340.000 tỷ, tức là tăng trưởng trong 5 năm qua là hơn 40% và trung bình mỗi năm là 7%. Về dư nợ thì cũng tăng từ 655.000 tỷ lên đến trên 1.002 tỷ, tức là tăng khoảng 53% về dư nợ. Tổng thu nhập từ hoạt động, tức là Total Operating Income, TOI ấy, thì tăng từ 26.000 tỷ lên đến 45.000 tỷ, và lợi nhuận sau thuế thì tăng từ 6.800 tỷ lên đến 13.700 tỷ. Thì tỷ lệ đó là đến con số đó là đến hết năm 2020. Còn hiện tại với báo cáo sơ bộ của bán niên năm 2021 thì chúng ta có thể thấy là từ đầu năm đến giờ Vietinbank họ báo cáo là có thể tăng trưởng tín dụng của họ là khoảng 4,8% và tiền gửi tăng khoảng 3,4%, tổng tài sản của họ tăng 8%, và đặc biệt là cái lợi nhuận của họ ấy, lợi nhuận của họ trong 6 tháng đầu năm là lợi nhuận sẽ được khoảng tầm 13.000 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, và cái mức này là cái mức tương đương với lợi nhuận sau thuế của cả năm 2020 vừa qua. Vậy còn cấu phần thu nhập của Vietinbank thì đến từ những nguồn nào thưa anh? Vâng, thì ở đây thì chúng ta có thể thấy trong cái chart này, trong cấu phần thu nhập hoạt động của họ trong năm 2020 thì nó đến từ 3 mảng, chủ yếu là đến từ mảng thu nhập lãi thuần khoảng chiếm khoảng gần 80%, và thu nhập từ phí chỉ khoảng 10%, và thu nhập từ các dịch vụ khác khoảng 12%. Có thể thấy là cái thu nhập của Vietinbank vẫn đang phụ thuộc rất là nhiều vào cái mảng đến từ thu nhập lãi thuần. Thì thực tế thì tôi thấy là với một số ngân hàng thì hiện tại đang gần dần họ bắt đầu đi theo cái hướng là mở rộng ra nhiều nhánh khác hơn, chẳng hạn như là tăng cái nguồn thu nhập từ phí lên, tăng cái nguồn từ những nguồn thu nhập khác lên, đầu tư và phí lên, và giảm cái sự phụ thuộc vào cái mảng thu nhập từ lãi. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong những cái môi trường như kiểu môi trường mà Covid như thế này thì cái việc mà rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nó cũng sẽ ảnh hưởng tệ đến các ngân hàng trong dài hạn. Nếu mà cái lượng phụ thuộc quá nhiều vào thu nhập từ lãi thì cũng tôi nghĩ là đây cũng là một cái điểm mà Vietinbank họ sẽ muốn cải thiện trong tương lai. Thì thực ra là trong cái quý 1 vừa rồi, trong cái bán niên đầu tiên vừa rồi ấy, thì thực ra là họ cũng đã cải thiện tương đối về cái mảng này, tức là thu nhập ngoài lãi của họ cũng đã tăng ở mức khá là tích cực. Ví dụ như là mảng dịch vụ đã tăng 48% và mảng kinh doanh ngoại hối thì tăng 24%. Thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái tín hiệu gọi là bắt đầu tốt dần lên về cái mặt đấy, tức là họ đỡ bị phụ thuộc quá nhiều vào cái mảng thu nhập đến từ cho vay. Và về mặt cho vay thì chúng ta cũng có thể thấy ở đây, mọi người nhìn cái phân tích này, chúng ta có thể nhìn thấy là đây là cấu phần các khoản cho vay của Vietinbank theo các nhóm khách hàng. Hiện tại thì trong hơn 1 triệu tỷ cho vay này thì có khoảng 70% là cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp, trong thì tôi nghĩ là cũng hơi cao, tức là chỉ có khoảng 30% cho vay các nhóm khách hàng khác. Tuy nhiên thì trong đấy thì cũng có một số nhóm khá là an toàn, ví dụ như kiểu là khoảng 12% cho vay nhóm doanh nghiệp nhà nước thì tôi nghĩ là có thể tính là an toàn, và cũng khoảng tầm 5-6% cho vay nhóm doanh nghiệp FDI. Vâng, với rất nhiều những con số và thông tin anh Việt Anh vừa đưa ra thì có thể thấy là doanh thu và lợi nhuận của Vietinbank thì đã tăng trưởng qua các năm. Vậy anh đánh giá như thế nào về độ hiệu quả của Vietinbank? Vâng, thì chắc là chúng ta đã thấy là doanh thu của họ tăng rất mạnh, trong 5 năm là tăng 40% và lợi nhuận của họ tăng gấp đôi. Nhưng mà chúng ta muốn xem cụ thể hơn nữa thì chúng ta có thể đánh giá ở đây là tỷ lệ CASA của họ từ năm 2016 đến năm 2020 là tăng từ 13% lên đến 19%, tức là mức tăng là khoảng 50%. Tôi nghĩ là đánh giá là mức tăng khá là tốt, và tỷ lệ chi phí của họ, CIR của họ đã tiết giảm được khá là tốt, từ cái mức 48% vào năm 2016 đến năm 2020 còn có 35%. Thì thực ra là cái việc mà cắt giảm chi phí về dưới khoảng tầm đầu 30% ấy, đấy cũng là một cái target mà của rất là nhiều ngân hàng đang muốn hướng tới. Và đặc biệt là với một ngân hàng mà quy mô lớn như Vietinbank thì tôi nghĩ là giảm cái mức này về tầm 35% cũng là một cái điểm khá là ấn tượng, bởi vì quy mô của họ khá là to, so với một số ngân hàng nhỏ khác thì họ sẽ giảm sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì ở đây chỉ có một cái là tỷ lệ NIM của họ chúng ta có thể thấy là vẫn đang duy trì ở mức chưa được cao lắm, tức là khoảng 2.5-2.8% là cái level của họ vẫn đều trong khoảng tầm 5 năm qua. Anh có thể chia sẻ thêm về chất lượng tài sản của ngân hàng Vietinbank không ạ? Vâng, về chất lượng tài sản thì chắc chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn này thì năm ngoái thì có thông tư 01 và năm nay có thông tư 03 thì thay đổi về cái việc mà nhảy nhóm nợ các thứ, thì chúng ta nghĩ là ngoài cái việc chúng ta đánh giá nợ xấu thì tôi cũng muốn phân tích thêm cả nợ thuộc nhóm 2, tại vì đang được hoãn cái việc mà chuyển nhóm nợ. Thì ở đây chúng ta có cái số liệu về tổng dư nợ này,
tỷ lệ nợ thuộc nhóm 2 và tỷ lệ nợ thuộc nhóm từ 3 đến 5, tức là nhóm nợ xấu ấy, trong 5 năm qua của Viettin thì chúng ta cũng đánh giá con số. Thì chúng ta có thể thấy nếu mà tính gộp cả từ nhóm 2 cho đến nhóm 5 thì tỷ lệ nợ thuộc cái nhóm này ấy, nó rơi vào từ năm 2016 là 1,9%, thì đến năm 2020 còn có 1,2%, mức này khá là ok. Còn nếu mà chỉ tính nợ xấu, tức là nhóm 3 cho đến nhóm 5 không, thì cái tỷ lệ là từ 1% về 0,9%. Mặc dù như vừa nãy chúng ta có chia sẻ là cái đoạn mà năm 2018 thì đẩy lên là 1,6%, nhưng mà đến năm 2019-2020 thì họ đã control lại cái này khá là tốt. Thì tính đến bán niên năm nay, chúng ta có thể thấy là sau 2 quý đầu năm thì hiện tại là tỷ lệ nợ xấu của họ là 1,38%, tức là đã tăng 4 điểm cơ bản so với đầu năm. Định hướng trong nửa cuối của năm nay thì Vietinbank họ cũng rất là quyết tâm để control nợ xấu, và họ sẽ quyết tâm là giữ cái mức nợ xấu giảm còn 1 cho đến 1,2% là tối đa. Lúc đó thì cái tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của họ, họ cố gắng để đẩy lên là 180%. Mức này là một mức rất là ấn tượng và mức đấy là cao hơn rất nhiều so với trong quá khứ, cao gấp đôi so với giai đoạn năm 2017. Vâng, vậy còn các chỉ số tài chính của CTG thì sao ạ? Có tốt hơn các nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại không thưa anh? Vậy thì chúng ta cùng đem so sánh với cả ngành và so sánh với nhóm Big Four, thực ra là Big Three bởi vì mới chỉ có 3 ngân hàng quốc doanh được niêm yết trên sàn thôi, để xem hệ số của họ như nào. Thì đây, mọi người có thể nhìn ở trong bảng này, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chỉ thôi tính là của năm 2020 so với năm 2019. Về NIM mà nói so với toàn ngành thì CTG đang ở mức không cao lắm, mức 2,8%. Nếu mà đem so với các ngân hàng khác thuộc Big Four thì cũng là tầm trung bình. Thế còn so với các ngân hàng thương mại cổ phần thì thấp hơn, bởi vì đa phần các ngân hàng thương mại cổ phần có NIM ở tầm 3.7 cho đến 4%. Về tỷ lệ CASA thì chúng ta có thể thấy là tỷ lệ CASA của CTG cũng có thể coi là thuộc nhóm tốt. Dĩ nhiên là chúng ta trừ những top 3 ngân hàng của CASA cao nhất ra, như kiểu là Vietcombank, MB và Techcombank ra, thì đa phần còn lại là cái tỷ lệ CASA đều tầm 10%+. Thì với cái mức mà 18,8% gần 19% thì tỷ lệ CASA của Vietinbank có thể coi là khá là tốt. Về tỷ lệ nợ xấu thì tôi có thể thấy là tỷ lệ nợ xấu, nếu mà chúng ta tính trên nhóm 2 luôn, thì tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 là 1,2%. Nếu mà đem so với toàn ngành, tôi thấy vẫn là mức khá là thấp so với trung bình ngành. Và nếu mà đem so với Big Four thì mức này thì cao hơn một chút so với Vietcombank, nhưng mà thấp hơn so với BIDV. Và tỷ lệ dự phòng tương tự, thì tỷ lệ dự phòng thì mức dự phòng của họ so với BIDV là gần gấp đôi, và dĩ nhiên là cũng khá là cao hơn so với trung bình ngành ở mức 88%. Thế còn nếu mà đem so với Vietcombank thì công nhận là Vietcombank họ có một cái mức dự phòng khá là cao, tức là họ rất là thận trọng ở chỗ đấy. So mà mặt hệ số nói chung ấy, thì họ tuy là họ có NIM hơi thấp nhưng mà tỷ lệ CASA của họ tốt, tỷ lệ nợ xấu của họ cũng có thể được gọi là cho đến thời điểm hiện tại là an toàn, và tỷ lệ dự phòng của họ cũng rất là tích cực. Một phần cái lý do cũng khá là khách quan, bởi vì cái tỷ lệ NIM của họ thấp như thế, một phần là bởi vì do giai đoạn này là họ cho vay doanh nghiệp nhiều, và chúng ta cũng biết là năm ngoái ngân hàng nhà nước có rất là nhiều thông tư yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp để giảm lãi, thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mà NIM của họ không tăng được. Vâng, như anh Việt Anh vừa mới chia sẻ thì chỉ số NIM mặc dù chưa được như những ngân hàng khác, tuy nhiên là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Vietinbank thì cũng khá là ấn tượng. Vậy anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của mã cổ phiếu CTG? Vâng, nhưng mà để tóm tắt lại về đánh giá về tiềm năng của CTG thì tôi vẫn cho rằng ngân hàng công thương sẽ có một cái tiềm năng khá là tích cực, triển vọng khá là tích cực, bởi vì chúng ta cũng biết là họ mới được tăng vốn thì nó sẽ có room để cho họ tiếp tục tăng trưởng tín dụng. Vừa nãy số liệu của chúng ta là từ đầu năm đến giờ tăng trưởng tín dụng của họ là 4,8%, so với mức cao hơn so với mức năm ngoái là 1% cùng kỳ, thì có thể là năm nay họ sẽ đạt được cái mức đâu đó khoảng 9%. Mặc dù là room ban đầu năm của ngân hàng nhà nước cho họ là 7,5%, nhưng mà tôi tin là cái mức này có thể được nới ra. Thì nếu họ tăng trưởng tín dụng tốt như thế thì cũng có thể giúp cho họ phát triển về mặt doanh thu và lợi nhuận. Mặt NIM thì thực ra thì như chúng ta đã nói đấy, là cái NIM thì sẽ có hai yếu tố đúng không ạ? Lãi huy động và cái lãi cho vay ra. Thì tuy là lãi cho vay ra thì bị giảm khoảng 40 điểm phần trăm trong năm ngoái do hỗ trợ của ngân hàng nhà nước, thế nhưng mà cái
NIM đầu vào ấy, thì cái việc mà cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm ngoái cũng làm cho cái lãi suất đầu vào nói chung là chi phí vốn giảm khoảng 50 điểm. Thì tôi nghĩ là cái effect này, cái hiệu quả của cái này ấy, nó sẽ rõ ràng hơn, rõ nét hơn vào năm 2021 này so với cả năm 2020, nó chỉ khoảng tầm nửa cuối năm thôi. Thì cái này, cái việc mà chi phí vốn rẻ ấy, nó sẽ hiệu quả trong cả cái năm 2021 này. Thì nhìn chung là tôi nghĩ NIM của CTG sẽ cải thiện, cộng với việc mà tăng trưởng tín dụng thì tôi kỳ vọng là CTG vẫn có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh Việt Anh rất nhiều về nhận định vừa rồi cũng như là những thông tin, những con số rất đắt giá mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là đáng quý đối với các nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào mã cổ phiếu CTG. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chứng khoán không ngắn ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào các bạn.